Chương trình nghệ thuật cao đao chào năm mới 2024 Hào khí sông Lam bắt đầu từ lúc 21 giờ 15 phút đến 24 giờ ngày hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại sân khấu Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Chương trình do công ty cổ phần tập đoàn bia rượu và nước giải khát Sao Vàng Safabeco là nhà tài trợ độc quyền vào tối qua đã diễn ra lễ tổng duyệt. Chương trình được dàn dựng công phu bằng công nghệ ánh sáng hiện đại laser LED screen matrix kết hợp với âm nhạc và múa tương tác của vũ đoàn, thể hiện sự mạnh mẽ, tài năng và trí tuệ của người Nghệ An trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của quê hương đất nước trên con đường hội nhập và phát triển. Chương trình nghệ thuật Hào khí sông Lam gồm 2 chương, bức tranh xứ Nghệ là màn trình diễn của các nghệ sĩ, diễn viên trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh, các nhóm hoạt động nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt là sự xuất hiện của đội tuyển U13 Sông Lam Nghệ An vô địch mùa giải 2023. Và Hào khí Sông Lam là màn trình diễn công nghệ ánh sáng hiện đại, kết hợp âm nhạc và múa tương tác của các vũ đoàn, nhóm nhảy cùng các ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí cả nước và xứ Nghệ như ca sĩ Layla, Á quân The Voice 2019, ca sĩ Đông Hùng, Top 3 Việt Nam Idol 2013, ca sĩ Phi Hùng thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Trang Nhung, ca sĩ Quỳnh Trang, DJ Đăng Lai, rapper Thadil, nhóm mấu nhí Mimi Đen, nhóm nhảy Virus Đen, nhóm nhảy Lavender, Vũ đoàn Sen Việt. Đặc biệt điểm nhấn của chương trình cao đao chào năm mới 2024 sẽ là màn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp kéo dài 15 phút. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Nghệ An.